Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Kính chúc tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hôm nay thì Sài Gòn Du Hí sẽ cùng với các bạn đến quán cà phê Mưa Rào. Ai cũng có một thanh xuân. Ở số 115/174B, đường Lê Văn Sĩ, phường 13, quận Phú Nhuận. Hôm nay là cuối tuần rồi, thì chúng ta sẽ cùng đi tìm lại tuổi thơ trong quán cà phê này nha. Nó sẽ chứa cả cái bầu trời thanh xuân ở Sài Gòn và là một thế giới dành cho những đứa trẻ to xác. Thì tại sao mình lại gọi như vậy? Vì ở đây các bạn có thể làm tất cả những điều mà khi xưa ta bé vẫn thường làm mà không sợ bất cứ một cái sự kỳ thị nào cả. Tôi dành cả tuổi thơ để ước rằng mình mau chóng lớn lên, và rồi dành cả quãng thời gian trưởng thành để mong mình bé lại. Ở đây các bạn có thể chơi những trò chơi điện tử nè, rồi bắt gặp rất là nhiều cái cảm giác rất là thân thuộc. Nó giống như là một gian nhà cũ của nhiều gia đình ngày xưa. Và chắc chắn á, sẽ có một cảm giác rất là thân thương, quen thuộc đến lạ kỳ. Đó là cảm giác như là tâm hồn chợt thốt lên: ồ, đã lâu không gặp với một người bạn cũ. Và đó là sự thân thuộc và nhận thức của đứa trẻ vẫn luôn ngủ say trong bạn. Thanh xuân thì như một tách trà, ngoảnh đi ngoảnh lại hết bà thanh xuân. Có nhiều cái status về tuổi thanh xuân rất là hay nè. Nếu mà các bạn có biết được câu nào hay thì comment ở dưới ha, cho mình biết nha. Thanh xuân như một tách trà, ăn xong miếng bánh mất bà thanh xuân. Rất là nhiều luôn. Được biết là cái tên Mưa Rào của quán bắt nguồn từ câu thanh xuân như một cơn mưa rào. Dù đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng mà vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Và quả đúng như thế, trong bạn, trong tôi, trong mỗi con người, thế nào cũng có một phần ngây ngô, phần mà bình thường chúng ta khóa lại trong quá trình trưởng thành. Thì bước vào quán, dù không nhận ra ngay, nhưng mà đứa trẻ trong cái thân thể to xác của chúng ta sẽ chậm rãi, từ từ thức tỉnh. Có thể là khi chúng ta cầm lên mấy món quà vặt mà mình dám chắc là những đứa bé thời nay thì có thể là sẽ không biết, hay là chạm tay vào những cái chiếc máy điện tử chạy bằng băng đã lâu không gặp, thì cái cảm giác thân thuộc, thân quen ấy sẽ lập tức ùa về ngay. Thú thật là cả mình và đứa trẻ ở trong mình đều hơi rụt rè, nên là sau khi gọi món nước thì mình chỉ ngồi đó dòm ngó xung quanh thôi. Làm trẻ con thật ra là dễ lắm mọi người ơi. Ở đây người ta có chỉ nè. Bước 1 là cởi bỏ tấm áo khoác người lớn. Tức là bình thường mình khoác lên mình cái tấm áo khoác người lớn rất là chỉnh chu. Bước 2, chọn một món ăn ngày xưa, chọn một trò chơi ngày ấy. Và bước 3, mặc kệ hình tượng đi, quần áo nè, tóc tai hay ai nhìn ngó mình. Và quan trọng nhất là hãy tin, luôn luôn tin là dù lớn đến đâu vẫn luôn có một đứa nhóc trong mỗi chúng ta đó. Hãy cho tôi xin một vé để trở về tuổi thơ nha. Thực đơn của quán cũng rất là đa dạng ha mọi người ha. Nếu
nếu mà thích video này thì các bạn cho mình một like, share, subscribe nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, cảm ơn rất là nhiều luôn. Chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe và bình an.